Chuyện bắt đầu từ Phi Tuyết Phó Điện. Tiêu Lãng, con rùa rụt cổ nhà người ra đây cho ta. Ngươi dám dụ dỗ nữ nhân của Tư Đồ Chiến Thiên anh trai ta, hôm nay ngươi phải cho Tư Đồ gia ta một câu giải thích. Tư Đồ Chiến Dã hôm nay lại tới gây chuyện rồi. Tên Tiêu Lãng này gây chuyện với ai chả nói, lại đi gây chuyện với con dâu chưa qua cửa của Tư Đồ gia. Ông anh mồm mép tép nhảy kia, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta và bộ Tiểu Man không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu ngươi còn tìm ta gây sự thì đừng trách con lừa này của ta. Gừ gừ gừ, chú lừa nhe răng. Hứ, tên Tiêu Lãng người có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích rõ ràng ta không bỏ qua đâu. Ngươi còn muốn ta giải thích? Ta giải thích cho mẹ ngươi. Lư Nhi xông lên làm gọi nó cho tao. Phụt, bốp á á. Đồ nghèo kiết xác hám lợi trước mắt nhà ngươi, có giỏi thì tan học ra cổng trường gặp tao. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Được rồi, hẹn mày 5 giờ trước cổng trường. Tên Tiêu Lãng này nghèo quá nên bị bại não hay sao? Hắn chỉ là cảnh giới chiến sĩ mà lại dám nhận lời solo với Tư Đồ Chiến Dã. Hắn đã là cảnh giới chiến sư rồi. Từ khi trở về từ Ma Quỷ Sơn, bộ Tiểu Man hình như đã trở nên hứng thú rất nhiều với Tiêu Lãng, lại còn âm thầm điều tra sở thích của hắn, lẽ nào định cắm sừng Tư Đồ ra sao? Đúng vậy, ha ha, ha ha. Chuyển cảnh đến 5 giờ chiều, lúc này Tiêu Lãng và Tư Đồ Chiến Dã đang đứng đối diện nhau trước cổng trường. Hai người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Trong lúc này đám bạn cùng trường lại bàn tán xôn xao. Này thằng nhóc Tiêu Lãng đó cũng gớm đấy, lại chấp nhận lời thách đấu của Tư Đồ Chiến Dã thật. Khừ, chưa nói đến việc tên nghèo kiết xác đấy không đánh được Tư Đồ Chiến Dã, ngay cả có đánh được, đợi anh hắn ta Tư Đồ Chiến Thiên quay về thì hắn cũng khó mà thoát được. Hai, đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với Tư Đồ gia, Tiêu Lãng này tiêu đời rồi. Ngay lúc này bỗng nhiên từ trên trời xuất hiện một cô gái, nhìn cái chân kia, còn hai của núi mini này nữa. Nói tới đây mấy anh lau nước miếng kia ha ha ha. Soạt, cô ấy đã tiếp đất. Bộ Tiểu Man là bộ Tiểu Man. Cô ấy đến rồi. Chập chập chập, thân hình cô ấy đẹp thật. Thanh niên nhìn thấy mà không ngậm được mồm, mắt nổ trái tim, nước dãi đầm đìa. Lau hộ tôi nước miếng để tôi review tiếp nào. Mà tôi nghĩ cô ấy đến là để tìm tiểu thúc tử. Lẽ nào cô ấy đến để giúp sức cho Tiêu Lãng chăng? Tất cả mọi người không được tụ tập bàn tán, mau lui xuống đi. Cái gì? Lại bắt bọn ta lui xuống? Cậu không muốn sống nữa à? Lại dám làm trái lệnh bộ tiểu thư? Hai, đi thôi. Không được xem kịch hay nữa rồi, tiếc ghê. Lúc này trận chiến chính thức bắt đầu. Tên nghèo kiết xác, thanh kiếm trong tay ta đây tên là Chiến Hồng, kiếm dài 3 thước 3 tấc, nặng 8 cân 6 lạng, được đúc từ thiên sơn hàn thiết, tốc bay qua cũng đứt, giết người nhanh như chớp. Dùng nó đánh với người đúng là không công bằng. Vừa nói hắn vừa cắm cây kiếm xuống đất, thế này là công bằng rồi nhé. Xem ra hắn cũng có chút anh hùng chứ không như mình nghĩ, được ta với người đấu một trận công bằng. Vừa nói Tiêu Lãng vừa vứt kiếm qua một bên. Hey hey, hu, bất ngờ chưa bà già. Phụt, đậu má đây mà là công bằng sao? Vừa nói Tiêu Lãng vừa phọt hết cả lít tiết canh. Lúc này Tư Đồ Chiến Dã dậm chân mạnh xuống đất khiến mặt đất nước toát ra. Đúng là thứ có mẹ sinh ra mà không được dạy dỗ. Hôm nay cho người thấy sự lợi hại của Tư Đồ gia. Vừa nói hắn vừa lao lên. Chết đi, có trách thì trách người đã đụng đến nữ nhân của ta. Lúc này Tiêu Lãng tóc không đổi màu, chỉ nhếch miệng cười cười một cái. Vù, nhanh như một chiếc xe trộm chó, Tiêu Lãng đã mặt đối mặt với Tư Đồ Chiến Dã. Buộc, nếm thử 40 phần công lực của Tiêu Lãng ta đây. Vừa dứt câu đã thấy Tư Đồ Chiến Dã lăn lông lốc hàng chục mét, hàng tiền đạo mất mấy cái, đôi mắt trắng bạch, nằm một đống. Đánh thì đánh sao phải vòng vo lắm lời. Sức mạnh vừa rồi của hắn phải mạnh gấp đôi ta, sao hắn lại mạnh như vậy được? Lúc này Tiêu Lãng vừa rút dao ra vừa nói, ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện ở trong viện, không muốn gây rắc rối. Nhưng nếu ngươi còn cố ý bám giết lấy ta, phập, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Vừa nói mặt Tiêu Lãng đầm đầm sát khí. Ngươi đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Lúc này trong rừng có tiếng động, có người đến, ngươi giúp ta giấu thực lực. Hạ, vừa dứt câu Tiêu Lãng liền ngã xuống lạc hoái. Anh, Tư Đồ công tử đừng đánh nữa, ta không bao giờ dám nữa đâu. Lúc này tên Tư Đồ Chiến Dã còn đang ngơ ngác. Quát, nó làm cái lề gì thốn? Ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Lần này mang tính cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám như thế tuyệt đối không tha. Nói xong hắn liền chuồn mất. Công nhận diễn cũng hay dữ dằn. Lúc này Tiêu Lãng mới phủi người đứng dậy. Bộ Tiểu Man đứng nhìn từ xa. Lẽ nào hắn không phải là người đã cứu ta sao? Nhưng sao dáng vóc lại giống nhau như vậy? Mau nhìn kìa, Tiêu Lãng ra rồi. Nhìn bộ dạng nát bươm của hắn nhất định đã bị Tư Đồ Chiến Dã dạy cho một bài học nhớ đời rồi. Loại rác rưởi thì chỉ có vứt đi, còn không biết điều. Đáng tiếc không nhìn thấy bộ dạng cầu xin tha mạng của hắn khi bị đánh. Nghe đến đây, cơ thể Tiêu Lãng không ngừng xịt ra những luồng khói đen. Đây đích thị là cầu tức xịt khói đây mà. Hey hey hey, vài ngày sau tại chiến đài thú, vương bài đấu sĩ độc lang, lực chiến tam cấp huyền thú liệt địa hổ. Người thua cuộc chỉ có một kết cục, đó là chết. Lúc này trên khán đài tiếng la hét còn lớn hơn xem bóng đá giải U19 châu Á nữa. Xuất hiện rồi, một con địa liệt hổ màu trắng hung tợn nhảy tới. Chiến, trên khán đài vẫn không ngừng reo hò, ai sẽ tiếp tục sống sót đây? Ở một góc nào đó của khán đài, đây chính là bảo bối mà ngươi bảo ta đến xem sao? Đúng vậy, nhã phu nhân, nhất định cậu ta sẽ hợp với khẩu vị của người. Sơ giai chiến sư, đối đầu với tam cấp cao giai huyền thú thì chết chắc. Ha ha, phu nhân chưa chắc đâu ạ, nếu hắn sống sót, cho hắn một cơ hội trèo lên giường của ta thì sao nhỉ? Úm ba la xì bùa, gông chuột nè, lên cho ta, chiếu bùm, chết đi.
Hừ, chỉ là xúc sinh cũng muốn giết ta sao? Rồi thì xem tiếp tập sau nhé mọi người.